học từ đầu chấm com xin được kết thúc cái loạt bài về những cái nguyên tắc tốt nhất trong khi viết code HTML CSS. Trong những cái bài trước chúng ta đã điểm qua tất cả những cái quy tắc từ 1 đến 8, là những cái quy tắc mà có thể áp dụng trực tiếp và có thể định lượng được đối với mỗi trang web, có thể dùng làm điểm số để mà chấm những cái trang web được. Còn những cái nguyên tắc thứ 9 và thứ 10 thì chỉ có bản thân người làm web mới biết được thôi, chúng ta không thể mà view source code một trang web để mà soi được cái nguyên tắc thứ 9 và thứ 10, cho nên chúng ta cũng không thể đoán biết được. Thế thì ở đây nguyên tắc thứ 10 là cái nguyên tắc mà nó đã tổng kết lại những cái, và đã khép lại cái loạt bài này. Nhưng mà tôi muốn nói thêm một chút, nếu mà như chúng ta muốn tìm hiểu thêm, đọc kỹ hơn về cái nguyên tắc thì còn có một cách nữa, đó là chúng ta có thể lên Google, chúng ta search Google CSS best practice thì chúng ta sẽ có thể được một số cái đường link, như là đường link đây các bạn sẽ đọc. Tất nhiên là không phải nguyên tắc nào ở đây cũng chuẩn xác cả, nhưng mà chúng ta hãy nhớ cái nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc smart, tức là chúng ta phải áp dụng linh động mọi thứ, không có cái gì nó phù hợp cho tất cả mọi người và tất cả mọi tình huống được. Ở đây đã nhắc như vậy, tức là bạn đi theo cái mục tiêu và chúng ta áp dụng cái nguyên tắc một cách thông minh thì đó là nguyên tắc của những nguyên tắc, tức là smart là cái nguyên tắc của mọi nguyên tắc khác, áp dụng tất cả mọi thứ một cách thông minh. Nhà chúng ta cũng thể search HTML best practice thì nó sẽ ra một số cái bài viết khác, nó có thể là họ sẽ viết kỹ hơn. Còn là sau đây là một số cái trang web mà chúng ta nó đã áp dụng những cái tiêu chuẩn mà tôi vừa nói ra một cách rất là tốt. Điển hình nhất đó là chính là những cái trang web của chuẩn web, ví dụ như là webstandard.org hoặc là www.org, là những cái trang áp dụng triệt để tất những cái quy tắc của tôi đã leo lên. Thử nha. Ở đây là trang web www.org. Tất nhiên là nếu mà chúng ta nhìn ở ngoài thì nó không thể thể hiện là code viết tốt hay không, chúng ta phải view xuống thì mà mới thấy được cái mã nguồn của họ. Thế nên như chúng ta thấy rằng cái mã nguồn này nó đã được viết rất là tốt, trong đó nó tính đến cả trường hợp CSS áp dụng cho những cái trình duyệt như là handheld, tức là máy điện thoại. Nếu mà các bạn dùng máy điện thoại di động, các bạn truy cập vào trang www.org thì các bạn thấy nó hiển thị rất là hay. Họ cũng có dùng cái cách như này, icon import để họ tránh những cái website cũ nó đọc cái CSS advanced. Họ phân làm hai phần rất là thông minh. Đấy, đồng thời code của họ là thể hiện là rất là đơn giản và semantic rất là tốt. Áp dụng H2, H3 này, deep để chia khung này, OLLI này. Cách áp dụng phối hợp các cái thuộc tính class cũng rất là tốt. Đây là một cái trang web hay. Nếu mà chúng ta view page style mà chúng ta no style, tức là không có cái một cái style nào cả, thì chúng ta thấy rằng trang web vẫn hiển thị rất là tốt khi mà chúng ta tắt CSS đi. Các cái list nó vẫn hiển thị ra đúng list rất là dễ nhìn. Thì đấy là một cái trang web viết rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ ví dụ một cái trang khác, ví dụ như trang web của SIPLab nhé. Đây là một trang web của một chuyên gia bảo mật nhưng mà ông ta viết code cũng rất là tốt. Đây các bạn thấy rằng đây là trang web của SIPLab trong trạng thái không có CSS, bởi vì tôi đang đặt ở cái chế độ mà trang web gọi là trần truồng latex, tức là không có CSS. Chúng ta nhìn thấy code của ông ấy rất là tốt, nhìn rất là sang sủa mặc dù không áp dụng CSS. Nhưng mà nếu như áp dụng CSS thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ bình thường như mọi trang web khác. Đấy, chúng ta cũng có thể nhìn cái mã nguồn của ông ta. Trang web này thì tôi chưa thử truy cập bằng điện thoại di động nhưng mà tôi nghĩ là có sẽ là cũng khá tốt đấy. Trang vừa vừa lãi về thì tôi sẽ sang www.org tôi thử rồi. Đấy, trang này các bạn nhìn thấy cách trình bày tab phối hợp rất là hay, DL, DDDT rất là semantic.
ULLIPH2. Có thể nói là đây là một trong những hình mẫu của một cái trang web tốt. Tiếp tục chúng ta sang cái trang này. Đây là một cái trang, đây không phải một trang web mà chỉ là một cái demo thôi. Mà chúng ta nhìn thấy đây là một cái trang demo của cái con robot. Đấy, chúng ta thấy rằng hiệu ứng CDS này khi đi qua nó hiển thị thành cái ảnh khác này. Nhưng bây giờ chúng ta thử tắt JavaScript đi nha. Và tắt CSS đi, đầu tiên tắt CSS chưa? Đấy, tắt CSS chúng ta thấy rằng trang web hiển thị vẫn rất là tốt, họ đã dùng các thẻ rất là chuẩn. Đây là thẻ DLDDT này. Đó, trang web này thì họ trình bày theo đúng indent, tức là thò thụt code để cho mọi người dễ nhìn. Không những trang kia thì nó, tức là tất nhiên là trình bày như thế này thì nó chỉ có ý nghĩa cho cái giai đoạn mà development nó, trong giai đoạn các bạn viết code thôi, còn đối với người dùng thì cũng không nhất thiết phải phải chỉnh. Trong web này nếu như mà chạy trong một cái trình duyệt khác, như là thử một trình duyệt khác nhá, một trình duyệt Chrome chẳng hạn, là một trình duyệt nó hỗ trợ CSS3 rất là tốt. Đấy, chúng ta thấy rằng trong trường hợp mà nó hỗ trợ CSS3 thì nó hiển thị ra khác chưa? Nó lại nghiêng nghiêng hình đi. Đấy, và nó lật bài. Đây không phải là JavaScript mà đây là CSS3 thôi. Đấy, thì như ta thấy rằng họ đã áp dụng cái nguyên tắc gọi là fallback, tức là cực kỳ tốt. Tức là sao? Tức là trong trường hợp trang web nó full support, support JavaScript, support CSS3, support vân vân, support đầy đủ thì nó hiển thị rất là đẹp, nhưng trong trường hợp mà support thiếu một chút thì nó sẽ đỡ đẹp đi 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 một tí. Ví dụ như nó không còn nghiêng, không còn lật lật nữa. Support thiếu một tí nữa thì nó lại đỡ đẹp hơn một tí nữa, nhưng mà kiểu gì nó vẫn cứ chạy được. Đây là họ đã áp dụng nguyên tắc shape fallback rất là tốt, nguyên tắc về semantic của họ cũng rất là tốt. À, tóm lại là trong những cái nguyên tắc như vừa đề cập đến symbol, rồi thì sensible, semantic, shape fallback, vân vân, các nguyên tắc của mình thấy đây là một cái trang nó cũng rất tốt. Vân vân, có rất nhiều cái trang web khác đều áp dụng được. Ví dụ như trang này cũng vậy, đây là một trang support điện thoại di động cực kỳ tốt. Nếu các bạn truy cập bằng điện thoại di động thì nó sẽ khá là ấn tượng. Đó, trang web này. Đấy, khi mà kéo nhỏ trình duyệt các bạn thấy nó tự động đổi lượng số code, lúc nãy nó là 4 đúng không, bây giờ tự động đổi xuống này, đây là 4 nhá, kéo này, khi nó nhỏ lại không đủ hiển thị 4 nữa sẽ hiển thị 2. Đấy, và nếu như mà kéo nữa thì nó có đổi, đấy nó hiển thị 1. Do đó trong web này mà truy cập bằng điện thoại di động thì vẫn cứ tốt. Đấy, kích thước. Chứ nếu như các bạn mà cứ để to tướng mà bạn vào bằng điện thoại di động mà các bạn không tự thu nhỏ như thế thì lại phải kéo nữa. Mà thu nhỏ trang web xong là hiện đổi sang chỗ khác mới để xem được. Đây là trang web hiển thị trong điện thoại di động cực kỳ tốt. Đó thì ở đây chúng ta đã điểm qua một số cái trang web mà nó hiển thị khá là tốt. Thế thì ngoài cái trang web ra thì một số cái mã nguồn viết bằng mã nguồn mở của WordPress chẳng hạn, hoặc là VBB4 bản 4 trở đi. Bây giờ đang bản 4 chấm mấy đấy. Về Bulletin là cái trang forum. Cái bản 3 thì nó code HTML nó sinh ra hơi chán, nhưng bản 4.x thì nó khá là tốt. Thì đấy là cái phần cuối. Còn nếu như mà ai muốn đánh giá các cái tiêu chí code đối với trang web của bạn, hoặc là đối với những trang Việt Nam như là VnExpress, Link2 vân vân, thì có thể liên hệ trực tiếp tôi, bởi vì cái đấy tôi không muốn đánh giá mang tính chất gọi là công khai. Cái đấy thì mang chất cá nhân đánh giá với nhau thôi. Các bạn có thể xem cái những cái bài, tất cả những cái bài mà tôi vừa trình bày tại cái địa chỉ này. Như trong đây là tổng hợp tất cả những cái bài mà đã trình bày.